Xin chào quý anh chị. Hiện tại thì Tâm đang ở trong khu dân cư Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tâm đang quay một căn biệt thự lô góc hai mặt tiền, đường D9, các đường N1 trong khu dân cư Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha. Nghe quý anh chị. Thì dãy biệt thự này thì gồm đang cần ra hai căn. Một lô góc hai mặt tiền 10 x 20 và một lô mặt tiền ở phía trên diện tích 10 x 20. Tâm quay đường D9 nha mọi người, nha quý anh chị. Thì đường D9 này đi ra công viên trung tâm của khu dân cư Bầu Xéo. Còn đường N1 này nối từ khu dân cư trung tâm thị trấn Trảng Bom lên khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hai lô góc này, một lô góc và một lô mặt tiền đường, đường N1 này, thì lô mặt tiền đường N1 với giá là 5 tỷ 2 thương lượng, và lô góc này với giá là 7 tỷ 6 thương lượng. Quý anh chị nào mà có nhu cầu mua hai căn biệt thự này thì quý anh chị có thể comment lên video hoặc là gọi điện cho Tâm nha. Tâm đang quay công viên trung tâm của khu dân cư Bầu Xéo. Đường N1 là đường nối từ khu dân cư trung tâm huyện Trảng Bom lên khu công nghiệp Bầu Xéo và song song với quốc lộ 1A nha quý anh chị. Thì hai căn biệt thự này thì của cùng một chủ đang cần ra. Thì quý anh chị nào có nhu cầu mua hai căn biệt thự này thì quý anh chị có thể comment lên video hoặc là gọi điện cho Tâm. Tâm xin chúc quý anh chị ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị.